Chào cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ quay video tổng hợp tổng hợp ba món lượt cả nhà. Mình bán bán hàng cho chị Việt Nam nên mình quay tổng hợp cả nhà để mình có một cái quầy déo tổng hợp món ăn bán cho khách. Cả nhà, ở đây là tofu nha cả nhà, sẽ làm đồ chay. Đậu hũ này làm muối sợi ớt chay nha cả nhà. Bây giờ thí cả nhà thấy thí không? Thí ai mua đồ cứ thấy sướng lắm, thấy làm tự làm không mà thấy không có mua đâu. À, chả thấy bầm nữa không, thấy tự bầm, thấy tự bầm xong rồi chả ớt thấy tự bầm rồi. Cái này thấy làm được thấy làm hết à, trừ ra tí cái gì thấy không làm được thấy mới mua thôi. Mình bầm gì nó mới ngon cả nhà, chứ mình mua cái chả mà ta xay đó, ta ép hết chân nước rồi còn sát không mà mình ăn nó không có thơm thôi gì hết á, ăn sát xong nó sảm sảm nó không ngon đâu cả nhà. Mình bầm chả như thế này là mình ăn được nguyên chất nước chả rồi, thì cái vị của chả nó dễ cảm mà nó ngon, nó tốt cho cơ người của mình luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ là làm món đậu hũ chay, muối sợi ớt chay với lại bánh tiêu, với lại ngày mai mình tiếp tục mình sẽ làm luôn cái con gà xào mặn chả ớt nha cả nhà, chả gừng không có chớp thì không có ăn ớt, phương pháp không có ăn ớt đó. Giờ mời cả nhà này coi tiếp theo video cái thí để chỉ làm video tổng hợp bán món ăn cao cấp. Đó cả nhà, cái bầm tỏi vô luôn cả nhà, bầm hết tỏi vô luôn. Tỏi này để mình làm đậu hũ muối nha. Chồng bột ngọt chưa? Có cái nhà đậu hũ mình cắt ra làm ba nè cả nhà, làm ba cũng có thể làm bốn đi, cái này chỉ làm hơi dày thôi, làm bốn nha. Mình sẽ chẻ đây mình sẽ để chả vô, để cho nhiều chả vô trong đây. Làm đậu hũ muối chả nghi ngon dung lại đây, lại lại mình đem vô ngâm mát mình để ngày mai mình chiên ha, sáng sớm mình chiên mình đem giao cho khách xong cả nhà ha, mình sẽ lại lại. Giờ tới tiếp tục làm bánh tiêu nha cả nhà. Đây là bánh tiêu cả nhà ơi, bánh làm bánh tiêu thì mình chuẩn bị đường với lại sữa, sữa tươi đó với lại mè, thấy là mè nè, mè với lại bột, phải chuẩn bị bột luôn. Rồi chuẩn bị cái dĩa để chút mình làm. Bây giờ thì sẽ để cái măng nở vô nha cả nhà, măng nở với muối, thì sẽ để muỗng măng nở vô cái đường này để thí quậy lên, thì sẽ làm bánh tiêu nè. Thì làm hơi dư nè cho nên thí làm muỗng mày ha. Hả? Xong thì sẽ để muối, để 1/4 muỗng muối ha cả nhà ha. Đó. Đó, sữa thì cái lượng bằng 100g nè. Cái lượng cái này thì căng 100g đó, căng căng ga gam bằng cái lượng cái này chứ không có làm bằng cái ống sữa em bé. Sữa em bé. Nước đường vô thì trộn mà. Để hết luôn. Tại vì chị bán thì bán chục cái thì làm dư dư vậy, ở nhà thì ăn, chồng thì ăn nữa, với thằng con thì ăn nữa. Là bán ăn luôn đó cả nhà. Đó cả nhà, thì nhồi xong rồi cả nhà, cả nhà thấy không, mình nhồi dính 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 tay vậy nè nó mới ngon nha cả nhà. Nó đúng liều lượng là nó không có dính dính tay, nhưng mà mình biết cách thức, cái công thức của mình làm nên là bí quyết của mình là dính dính tay thì bánh nó mới dẻo, nó mịn, nó mới nở xốp phồng, nó mới ngon. Còn nếu mà vừa trong đúng công thức thì bánh nó cứng, nó nở nhưng mà nó cứng cả nhà. Đó, nó dính dính tay vậy đó.
Đó, bây giờ mình sẽ cắt. Mình phải chuẩn bị dầu mình cắt nha cả nhà. Đó, mình chuẩn bị dầu vô thế này nè, vô cái khuôn này nè. Cái khuôn này đựng được 11 cái, 12 cái, nếu nó dư thì sẽ lấy cái khác. Cái này mình để vô mình ủ nó dễ. Rồi thì sẽ chắc mè ra. Thì làm để có ai mua đó. Người ta thấy mình làm đó, người ta bán, người ta sẽ đặt mình nha cả nhà. Người ta sẽ mua, người ta sẽ bán, làm mình sẽ bán. Đó. Bây giờ thì sẽ cắt. Cả nhà thấy cái bột bánh tiêu mình không cần ủ, nhưng mà trong nó cũng có lỗ là nó nở ra đó cả nhà. Nè, thì bắt kiểu này thôi là thì đã dò vậy là thì làm được một cái ha, cả nhà thấy không? Nó vừa đủ vậy thôi. Thì thí ịn vô. Chị này chỉ ăn mè nhiều, bây giờ thí ịn hai bên mè luôn cho nó dính nhiều mè luôn. Đó. Làm riết quen rồi là mình bắt như vậy là mình biết nó dư là mình sẽ ngắt nó lại nó, thấy không cả nhà? Ngắt nó lại vậy á. Mình biết nó dư là mình sẽ ngắt nó lại là biết ý nó rồi, cái độ của nó rồi. Nó nhỏ hơn rồi không? Nhỏ hơn mình thêm bột vô. Đó. Nó dư à. Cái dĩa này chút nữa mình sẽ xào. Mình phi cho nó thơm rồi mình sẽ xào, rồi mình để ít rồi mình xào gà ít mình phi cho nó thơm. Nó gừng này nha cả nhà. Gừng của thí mua thí để lâu rồi á. Bây giờ mình sẽ cắt vậy vậy ha, cắt cho to để cho chị ăn cho nó ngon. Đó mình sẽ cắt này nè. Mùa này là ăn cỡ này ăn gà xào gừng nó tốt mà. Ui đây nè, nó mát. Nó ăn vô nó ấm. Chị thích ăn gừng nhiều cho chị gừng to đùng luôn. Gừng to nó xào cho nó giống như hồi xưa mà mình ở dưới quê của mình xào mà cho mấy người mà trời lạnh lạnh á. Kho cá gừng cả nhà thấy không, còn ngon cực kỳ luôn. Nhắc kho cá gừng thèm quá cả nhà ơi. Giờ tiếp tục chặt gà nha cả nhà. Chặt gà mình thẻo cái này cái trước đi. Chặt theo kiểu Việt Nam cũng được. Chặt theo kiểu này cũng được. Đó. Chặt theo kiểu này mình lấy giống kiểu Việt Nam nó cũng được. Giống như người ta bán cháo đó. Bán cháo gà, cháo vịt đó. Đó mình chặt kiểu này nè. Đó, gà chặt xong rồi đó. Lấy mấy xương dục hết rồi cả nhà. Bây giờ mình làm tỏi nha cả nhà. Đó, mình lấy tỏi nè. Hành nè. Để mình ướp con gà mình cho nó thấm. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ để vô con gà của mình cả nhà. Để vô hết luôn. Cay quá cả nhà ơi, cay cũng không thấy đường luôn á. Đó. Mình sẽ để một chút lại mình xào ha. Rồi xong. Đó thì để đường cả nhà. Mình để rất thôi thôi chút nữa mình cũng xào caramel á là nó phải sẽ có đường rồi ha cả nhà. Nó mình làm caramel mình đừng có làm vàng quá là cái còn chắc đường nó ngọt. Đó thì để bột ngọt. Xong rồi thì để lên nước mắm. Để đầu tiên để hai muỗng canh nước mắm đi, chút nữa mình xào chừng nào nó mềm gà rồi mình sẽ thêm nước mắm thêm chứ không thôi là nó mặn nha cả nhà. Mình xào vậy á chứ không thôi mình xào lâu là nó mặn. Rồi xong mình sẽ làm tiêu vô. Mình ướp tiêu vô cho nó thơm. Mình sẽ trộn nó lên. Cái này là món ăn của Việt Nam nè cả nhà ha. Là đặc sản của Việt Nam. Mình sẽ để đường vô mình làm caramel nè. Cho nên mình hồi nãy mình ớt đường ít thôi đó. Mình làm caramel này thì mình không có thắng nó đen, chỉ thắng vàng thôi. Đó cho nên mình chỉ làm vậy đến chút cái đường của caramel này nó còn ngọt nên thật gà cho nên mình không cần có ớt đường nhiều nha cả nhà. Vậy thì để hai người
chứ để hơi nhiều đường nữa bị hồi nãy mình có ớt trong con gà rồi, mình để nhiều đường quá nó ngọt, ngay con gà ăn không được. Mình phải lấy bớt đường ra. Đó, mình thấy nó vàng ha, cả nhà thấy nó vàng ha, mình phải bỏ này vô nha cả nhà. Bỏ này vô. Bỏ tỏi bắt đầu vô đó. Bỏ tỏi bắt đầu vô mình sẽ bỏ gà mình vô. Chút nữa quan kia mình bỏ tỏi rồi mình sẽ thử cái thả nữa đó, thả mình sẽ chào thả cho gừng cũng thơm rồi mình mới bỏ vào vô trong đó mình chọt cái chảo đó, cái này mình chỉ xào chảo này thôi, mình nấu cho anh em mình làm riêng gừng đó, nó vàng nó thơm ngon rồi mình sẽ để ra chỗ kia đó, cả nhà thấy nó vàng không? Bây giờ thiết cái đỏ chảo để thiết cái tỏi hành nè, bỏ phi cái chả nè, chặt cái đổ dầu vô, đổ dầu nữa mình phi chả cho nó thơm rồi mình sẽ để gà vô mình xào tiếp nha cả nhà. Đó vậy mình để gà chả vô. Mình phi cho chả này nó vàng. Mình để ít gừng vô luôn. Cho gừng với chả này nó vàng thôi, cái bắt đầu là mình sẽ để gà chở vô mình đây mình chờ. Ít dầu quá rồi nó cũng không được, mà dầu nhiều quá thì ăn không tốt nên mình cũng hợp tự dầu mình nếm rồi đó. Làm cho chả gừng của mình nó vàng nó thơm thì mình sẽ đổ cho một phần thôi. Vàng nó cả nhà mình phải giờ mình chuẩn bị mình đẩy gà vô ha, vàng vàng thơm thơm là mình đẩy gà vô đó, bây giờ mình sẽ đẩy gà vô cái gà này không ở dữ lắm luôn. Mình chả cho nó thơm đó, mình để gà vô mình xào cho nó thơm. Mình cũng chừa lại một ít để chút nữa rằng chín á, mình để gà để chả vô nữa chứ không phải là mình để một lần ngọt vậy đâu. Đó bây giờ mình sẽ chào cho nó căng nằm trên nước mắm, thêm muỗng nước mắm nữa bắt đầu mình sẽ để nước. Mình chào cho nó căng rồi mình để nước vô mình hầm cho nó mềm con gà ha. À, bây giờ tiếp tục sẽ để gừng hết luôn, gừng mình để luôn dưới thì cho nó thấm gà nha cả nhà. Oh,
Đó, bây giờ bắt đầu sẽ để thêm muỗng nước mắm nữa nè, muỗng rưỡi nước mắm nữa đi. Chút nữa gần xong á là thiết cho nêm lại, chút sẽ để thêm, còn không thôi là nó mặn. Không, cả nhà ơi, nó lạnh lạnh mà nghe cái mùi thơm gừng với lại chả thơm, thơm ngon quá, cả nhà ấm luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó ngon không? Bây giờ mình chưa có thấm mà nó ngon vậy nè. Chút nữa mình sẽ để nước lên rồi mình sẽ làm cho nó mềm, rồi xong mình sẽ tới cuối cùng nó sạch sạch lại nữa thì nó sẽ rất là ngon luôn. Đó. Rồi thì sẽ chế nước nhiều nhiều vô để chị là này cho nó mềm cho chị này chị ăn. Rồi nó sắc lại là chạch sạch là vừa ha. Chế nước vô rồi. Đó, chút nữa mà nó chưa vừa thì mình phải chế thêm nha. Nhưng từ từ đừng có hổn lửa quá là nó sẽ chai rồi. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ để vô mình chiên, để mình chiên mít tiêu nha cả nhà. Đó. Đó, mình sẽ để dầu vô mình chiên mít tiêu. Đó cả nhà. Nhìn thấy cá ba cái nha cả nhà. Tại vì mẹ không à. Mẹ nhiều lắm nên mình thay cá vậy luôn. Đó, để bánh tiêu vô chiên nha cả nhà. Chiên được cái thôi. Mình để dầu nhiều nhưng mình chiên được cái thôi chứ không có chiên nhiều được. Cái chiên ở bên Việt Nam mình chả to lắm. Nên cái chiên được vài cái, ba cái. Nè chở nè cả nhà, chở đi chở liệu nha cả nhà. Đó mình thấy nó nổi bên kia là bên tay mình phải chở tiếp. Chở nó mới nổi, còn không chở nó không nổi nè. Đó, nó nổi là nó nổi đầu bị lên vậy đó cả nhà. Chị này chỉ ăn mè nhiều lắm, hai bên mè hết trơn à. Đó, tiếp tục cái thứ hai. Nó có mè nhiều quá, nó lâu, nó bị lâu ấy lắm nha cả nhà. Nó lâu chín lắm nên mình phải để nó lâu lâu mình mới chở. Nhưng mà khi mà nó gần vàng rồi đó, mình sẽ chở liên tục luôn trục. Đó, nha. Nó chưa bên đây nó vàng, mà bên đây chưa vàng mình phải chở ngược lại. Đó, bánh mình nó ngon là nó sẽ nứt căng cả nhà. Nó phì cái chỗ đó ra. Mình chiên họ cảm thấy nó có mè bị đen là mình phải vớt nha. Vừa cán vừa chở để thôi nó bị cháy. Bánh tiêu này thì để lâu lâu cho cả nhà coi, để cả nhà muốn có chiên bánh tiêu nữa cả nhà cắt chẻ chiên, còn mấy cái kia thì làm thời gian ít rồi. Có mè nhiều nó mau bị cháy dầu lắm. Tiếp tục cái nữa. Rồi cái nữa thôi nha cả nhà.
Đó, tự động nó phì lên như cái bong bóng vậy đó. Đó, mình vớt ra. Rồi xíu xíu ngưng. Nó cả nhà thấy cái này phì đã không? Bự như cái bong bóng luôn, tròn quay luôn. Cả nhà thấy cái bánh nhỏ thấy thương không? Cả nhà ơi, mình làm đồ bán trong rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ đem đi giao nha cả nhà. Mình kết thúc video với cả nhà ha. Mình đem giao cái bánh với lại thịt gà kho với lại đậu hũ chai cho chị trên quận 13 nha cả nhà. Thí cũng cảm ơn cả nhà đã xem video của Thí nha cả nhà. Cả nhà thấy Thí làm ngon không cả nhà? Thí cũng xin kết thúc video với cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh nha cả nhà. Thí tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Thấy Thí làm hay đăng ký kênh và like ủng hộ Thí với nghe cả nhà. Nếu ai có mua món ăn đặt Thí thì cũng làm luôn nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nghe cả nhà. Bye bye cả nhà.